Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, lòng từ bi là ngọn đuốc soi sáng con đường tu tập, dẫn dắt ta buông bỏ những duyên phần trần tục để tìm về với tâm thanh tịnh. Khi lòng thương xót mọi người trở nên sâu sắc, ta mới nhận ra giá trị thực sự của việc tu giới. Chỉ khi buông bớt những ràng buộc, những ái dục và tham sân si, ta mới có thể thấu hiểu chân lý thâm sâu và vi diệu của vũ trụ. Trên mỗi bước chân hành trì, mỗi niềm lành, ta sẽ nhận được sự kết nối thiêng liêng với vạn vật, như từng giọt sương mai lắng đọng trên cành lá, trong sáng và tĩnh lặng. Chính trong sự tĩnh lặng ấy, chúng ta mới có thể thấy rõ bản chất thực sự của sự sống và nhận ra rằng trong lòng từ bi vô biên, mọi khổ đau đều tan biến, để lại một tâm hồn an lạc và một trí tuệ sáng ngời. Trong cuộc đời này, buồn vui hay là thành bại của mỗi người không phải do người khác đem lại, mà chính từ cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Nếu chúng ta mang một cái nhìn bi quan, thì thế giới xung quanh sẽ trở nên ảm đạm, mọi khó khăn sẽ chồng chất, và ta chỉ thấy toàn những gam màu u ám. Nhưng khi chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, từng khoảnh khắc sẽ trở nên rực rỡ, đầy ắp những điều kỳ diệu và đáng để học hỏi. Cuộc sống là một tấm gương phản chiếu tâm hồn của ta. Nếu ta mỉm cười với nó sẽ mỉm cười lại. Chính thái độ tích cực, niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ mở ra cho chúng ta những cánh cửa mới, mang lại hạnh phúc và sự thăng hoa trong mỗi bước đi. Vậy nên, hãy chọn cho mình một lăng kính lạc quan để ngắm nhìn thế giới, để cảm nhận được niềm vui trong từng giọt mưa, từng ánh nắng và cả những thử thách. Bởi mọi thứ đều chứa đựng những bài học quý giá mà ta có thể học hỏi và trưởng thành. Cuộc sống là một cuộc hành trình đầy những biến đổi, nơi mà sự thật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đau khổ. Đôi khi nó là một sự kết hợp của cả hai cảm xúc, nhưng dường như không có ranh giới rõ ràng giữa chúng, chỉ là cảm nhận trong lòng chúng ta. Điều đó định hình cách chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống. Khi chúng ta bước vào thế giới này, chúng ta không mang theo gì ngoài hai bàn tay trắng. Không có vật chất, không có tài sản, chỉ có trái tim và tâm hồn chân thành. Và khi chúng ta rời bỏ cuộc sống này, không điều gì làm thay đổi sự trắng tay đó. Hạnh phúc và đau khổ thường đi đôi với nhau như hai mặt của một đồng xu. Khi chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và đem hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta chia sẻ niềm vui và tình yêu, tạo nên những ký ức đẹp đẽ. Và khi cuộc đời đến hồi kết, chúng ta sẽ được an lạc, được nhớ đến những hồi ức tươi đẹp mà chúng ta đã tạo ra. Tuy nhiên, nếu cuộc đời không mang lại ý nghĩa và chỉ đem đến nỗi đau và nỗi buồn cho người khác, khi rời bỏ thế giới này, chúng ta sẽ mang theo nỗi đau khổ và tiếc nuối. Cảm giác cô đơn và hối tiếc sẽ vây quanh chúng ta, khiến cho sự ra đi trở nên đau đớn và không an lạc. Vậy cho nên, trong cuộc sống, hãy sống sao cho ý nghĩa và hạnh phúc tràn ngập, để khi rời đi, ta có thể nhìn lại một cuộc đời không hối tiếc và đầy ý nghĩa. Những dòng tâm hồn của tôi dành cho các bạn tràn ngập như những đóa hoa tươi thắm. Hy vọng rằng chúng sẽ luôn ở bên các bạn trong mọi thăng trầm của cuộc đời. Tôi tin rằng những hành động nhỏ nhặt từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống có thể làm thay đổi và làm cho tình người trở nên lòng thường, thương yêu hơn. Hãy buông bỏ những duyên phận, những bận tâm và lo âu về cuộc sống này. Xin hãy dành thời gian để tu tâm, để ý thức về sự đẹp đẽ và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Khi đủ duyên, khi tâm hồn đã sẵn lòng,
chúng ta sẽ cảm nhận được chân lý thâm sâu và vi diệu của vũ trụ, được hiểu rõ hơn về sự hữu hình và phi hữu của mọi vật. Mỗi bước chân của chúng ta, dù nhỏ bé, cũng là một phần của sự tồn tại vô cùng phong phú và kỳ diệu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, từng bước đi, và biết ơn vì mỗi khoảnh khắc ấy, bởi chúng là những khoảnh khắc mà dù chỉ trong một phần nhỏ, ta cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Trong cuộc sống này, có nhiều điều mà mỗi người nên ghi nhớ để đạt được sự hạnh phúc và bình an. Thứ nhất, không phải thầy tổ nào cũng xứng đáng được thờ kính, và không phải ai cũng cần phải thờ kính mình. Sự tôn trọng và lòng kính trọng đến từ sự kiến thức, lòng nhân từ và đạo đức, chứ không phải từ vị trí hay là quyền lực. Thứ hai, có cha mẹ là một phúc lợi lớn, nhưng không phải ai cũng biết cách hiếu thảo và tôn trọng cha mẹ mình. Việc hiếu thảo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là điều tạo ra mối quan hệ gia đình đoàn kết và ấm áp. Thứ ba là, có anh chị là một phần của cuộc sống, nhưng không phải lúc nào họ cũng đáng được kính trọng. Sự tôn trọng không chỉ đến từ tuổi tác hay là vị trí, mà còn từ lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau. Thứ tư, vàng bạc tiền của có thể tạm thời mang lại sự giàu có, nhưng không thể mua được bình an và hạnh phúc. Sự giàu có thực sự đến từ lòng nhân từ, sự chia sẻ và sự hiểu biết về giá trị thực sự của cuộc sống. Cuối cùng, những hành động đạo đức và lương thiện là nền tảng của một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Việc tôn trọng và giúp đỡ người khác sẽ mang lại hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. Trong vũ trụ này, tài sắc, danh, thực và thùy đều là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, nếu không biết cách điều khiển, chúng có thể dẫn đến sự trầm luân và đau khổ không lường trước, làm cho cuộc sống trở nên đắng cay và tăm tối. Tài là khả năng và kiến thức mà con người sở hữu. Sắc là vẻ bề ngoài, là nhan sắc hấp dẫn. Danh là sự nổi tiếng và uy tín trong xã hội. Thực là lòng chân thành và đạo đức trong hành động. Và thùy là bản nguyên, bản tính chân thành và tốt lành của con người. Những yếu tố này, nếu không được kiểm soát và sử dụng một cách có trách nhiệm, có thể đẩy con người vào vòng xoáy của sự đắm chìm và mất kiểm soát. Chúng sinh ra sự ganh tị, sự tham lam và lòng kiêu ngạo, khiến cho con người mất đi phương hướng và ý nghĩa trong cuộc sống. Người có khả năng làm chủ được 5 yếu tố đó gọi là người trí. Họ là những người biết cân nhắc và sử dụng những yếu tố này một cách cân bằng, mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Họ không bị lấn át bởi sự hào nhoáng và quyền lực, mà vẫn giữ được lòng nhân từ và sự khiêm nhường. Tuy nhiên, ngược lại, những người không thể kiểm soát được nó gọi là người nhu nhược. Họ dần dần mất đi phương hướng và ý nghĩa trong cuộc sống, bị cuốn vào dòng xoáy của lòng tham, kiêu ngạo và ích kỷ. Do đó, để tránh khỏi sự trầm luân và đau khổ, chúng ta cần phải biết cân nhắc và điều chỉnh cách sử dụng những yếu tố này, không để chúng trở thành gánh nặng, đè nặng lên tâm hồn, mà thay vào đó biến chúng thành công cụ để làm tốt hơn, phục vụ cho mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với những thách thức và khó khăn. Như núi vậy, dù cao đến đâu cũng có đỉnh, và dù lớn đến đâu cũng có giới hạn. Nhưng điều không giới hạn là tiềm lực bên trong của mỗi người. Chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách nếu có ý chí lạc quan và kiên nhẫn. Mỗi bước đi, mỗi nỗ lực đều là một bước tiến lớn trong hành trình chinh phục mục tiêu của chúng ta. Dù cuộc sống có gặp bao nhiêu gian khó, chỉ cần chúng ta không bao giờ từ bỏ và luôn giữ tinh thần lạc quan, sẽ đến một ngày mặt trời sẽ ló dạng sau những đỉnh núi u ám.
Trên thế gian này, không có gì là không thể nếu chúng ta có tư tưởng tích cực và thành tâm hướng thiện. Điều quan trọng là phải biết chiến thắng chính bản thân mình trước hết. Khi chúng ta chiến thắng được bản thân, khi đó chúng ta sẽ chiến thắng được tất cả những khó khăn, thử thách và cuộc đời đặt ra trước mắt mình. Hãy nhớ rằng, cuộc đời không phải là một cuộc đua tốc độ, mà là một hành trình của sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và lòng tin. Hãy luôn tin vào khả năng của bản thân và hướng đến những điều tốt lành. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiến về phía trước và không bao giờ từ bỏ, thì mọi khó khăn sẽ trở nên nhỏ bé trước sức mạnh của ý chí và lòng quyết tâm. Con người giống như nước, linh hoạt và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tùy thuộc vào duyên số, họ có thể điều chỉnh hành vi và cử chỉ của mình như là nước tuôn chảy, không ngừng thay đổi và chuyển động. Như nước tràn đầy lòng biển vô tận hay là ẩn mình trong những suối nước trong veo. Cuộc sống có thể mang chúng ta đến mọi nẻo đường, từ những vùng đất hoang vu tới những nơi tinh khiết và thanh bình. Sự biến đổi không ngừng của cuộc sống cũng giống như nước, khiến cho con người có thể trải qua mọi trạng thái, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, từ thành công đến thất bại. Khi làm nát đá vỡ bờ, họ có thể biến những khó khăn thành cơ hội mới, và khi hóa thành mây bay gió thoảng, họ có thể tự do và bay cao. Dù mềm mại như nước nhưng không yếu đuối, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc. Con người chỉ có thể tồn tại và phát triển khi họ có bậc trí và lòng thông cảm với nhau. Chỉ khi tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, họ mới có thể tạo ra một môi trường sống hài hòa và bền vững. Như nước, con người không ngừng chuyển động và thích nghi, mang theo sức mạnh của trí tuệ và lòng hiểu biết, để cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống. Một trái tim biết yêu thương và một thái độ điềm đạm, khoan dung và độ lượng là những phẩm chất cần thiết để tạo nên một xã hội hòa bình và hạnh phúc. Bởi chỉ khi chúng ta yêu thương mà không kỳ vọng đền đáp, và khi chúng ta có khả năng chấp nhận và tha thứ, thế giới mới thực sự trở nên tốt đẹp hơn. Tình yêu thương vô ngã là nguồn động viên và sức mạnh lớn lao, khiến cho mọi mâu thuẫn và căng thẳng trong cuộc sống dần dần tan biến đi. Khi mỗi con người đều trở thành một đóa hoa tình thương, khoe sắc bằng cách yêu thương và chia sẻ, thì mọi phiền muộn, tranh giành và hiểu lầm sẽ tan thành mây khói, không còn làm ảnh hưởng đến sự hòa bình và hạnh phúc. Một trái tim biết yêu thương không chỉ mang lại niềm vui và sự bình an cho bản thân, mà còn lan tỏa tới mọi người xung quanh. Khi chúng ta học được cách yêu thương và tha thứ, chúng ta mở ra cánh cửa cho sự hòa hợp và đồng thuận, tạo nên một cộng đồng đầy ấm áp và sự hiểu biết. Vậy cho nên, hãy trân trọng và nuôi dưỡng trái tim biết yêu thương và mang theo thái độ điềm đạm, khoan dung và độ lượng trong mọi tình huống. Bởi chỉ có bằng tình yêu thương và sự khoan dung, thế giới này mới thực sự trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc. Sự phồn thịnh của cõi hồng trần, không ít người mê mải đuổi theo tiền bạc và vật chất, trong khi có những người khác lại chìm đắm trong cuộc đua về công danh và sự nghiệp. Thực tế, điều này không thể trách được, vì con người thường bị ràng buộc bởi áp lực xã hội và mong muốn về thành công và địa vị. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là sự mê muội trong cuộc đua này, mà là khả năng giữ cho trái tim luôn ngọt ngào yêu thương mọi người xung quanh. Khi chúng ta giữ được tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn đến thành công chân thật. Tình yêu thương là nguồn động viên và sức mạnh lớn lao. Nó là điểm tựa cho mọi người trong những thời điểm khó khăn. Khi chúng ta trao đi tình yêu thương và giúp đỡ người khác, chúng ta cũng đang tạo ra một môi trường tích cực và hỗ trợ cho bản thân mình. Nhưng không chỉ có tình yêu thương,
mà còn cần phải có sự nỗ lực không ngừng. Chỉ khi chúng ta không ngừng cố gắng và không bao giờ từ bỏ, chúng ta mới có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Vậy nên, hãy giữ cho trái tim luôn rộng mở yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực. Bằng sự đam mê và cống hiến, bạn sẽ chắc chắn tìm thấy thành công chân thật và ý nghĩa trong cuộc sống. Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn và thuận lợi. Đôi khi, cuộc sống đưa ra những thử thách và khó khăn mà chúng ta cảm thấy bất lực. Nhưng đừng để những khó khăn đánh gục bạn. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng rằng sau mỗi đêm tối đều là bình minh mới sáng ngời. Kiên nhẫn là chìa khóa để vượt qua mọi chông gai của cuộc đời. Dù có bao nhiêu gian khó, cũng hãy nhớ rằng mỗi khó khăn đều là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hy vọng là nguồn động viên, là ngọn lửa thắp sáng con đường tối tăm. Khi bạn còn hy vọng, bạn sẽ luôn có sức mạnh để tiếp tục bước đi, ngay cả khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình. Hãy tin rằng bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và thực hiện được những hoài bão của mình. Tất cả những gì bạn cần là một chút lòng tin và sự quyết tâm, và bạn sẽ có lý do để cố gắng và thành công. Hãy nhớ rằng mỗi thất bại đều là một bài học, mỗi nỗi buồn đều là một trải nghiệm. Và khi bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng những khó khăn đã làm cho bạn trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn. Hãy tin vào bản thân mình và không bao giờ ngừng hy vọng, bởi trong mỗi người luôn tồn tại một sức mạnh vô hạn để vượt qua mọi trở ngại. Hãy thực hiện việc thực tập thường xuyên và mỉm cười với mọi thử thách mà cuộc sống mang đến cho bạn, dù đó có phải là những việc không như ý. Bởi vì trong mỗi khó khăn đều chứa đựng một bài học và cơ hội để bạn trưởng thành và phát triển. Hãy tập trung vào việc trải nghiệm cuộc sống hiện tại và tìm kiếm những người bạn tri âm, những người bạn thực sự có thể chia sẻ mọi điều với bạn, từ những niềm vui cho đến những khó khăn. Vì chỉ có khi chúng ta có người bạn đồng hành, cuộc hành trình của chúng ta mới trở nên đầy ý nghĩa và đáng sống. Đừng nghĩ về cuộc sống như một cuộc đua, mà hãy nhìn nó như một cuộc hành trình dài đầy trải nghiệm. Trên con đường đó, bạn sẽ gặp gỡ và trải qua những thử thách, nhưng cũng sẽ tìm thấy những niềm vui và những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của đời mình. Vì cuộc sống không chỉ là về việc đạt được mục tiêu hoặc là thành công trong sự nghiệp, mà còn là về việc tận hưởng từng khoảnh khắc và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và trân trọng. Bạn sẽ thấy rằng mỗi giây phút đều đáng giá và rất ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống có ba điều mà một khi đã đi qua, chúng ta không thể lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Những khoảnh khắc đã trôi qua không thể quay lại. Những lời nói đã được bày tỏ không thể xóa bỏ. Và những cơ hội đã bị lỡ sẽ không trở lại. Nhưng có ba điều mà chúng ta không được đánh mất. Đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. Sự thanh thản đến từ việc chấp nhận và hài lòng với những gì mình có. Niềm hy vọng giữ cho chúng ta luôn tin vào điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng. Và lòng trung thực là nền tảng của một cuộc sống đáng tin cậy và ý nghĩa. Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. Những thứ này có thể đến và đi, nhưng không bao giờ đảm bảo hạnh phúc và bền vững. Điều quan trọng nhất là ba điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Cuối cùng, có ba điều làm hư hỏng bản thân chúng ta, đó là tự dưng, tự cao và giận dữ. Khi chúng ta tự cho mình quá nhiều và không biết kiểm soát, khi tự cho mình cao hơn người khác, và khi để cái giận dữ chi phối hành động,
chúng ta đều đang làm tổn thương bản thân và người xung quanh mình. Hãy nhớ những ba điều không thể lấy lại, giữ những ba điều không bao giờ đánh mất và tránh xa ba điều làm hư hỏng bản thân. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và đáng trân trọng. Hạnh phúc chân chính của con người không chỉ đơn thuần là việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo, cúng tổ hay giáng sinh trời Phật thần thánh, mà đúng hơn, hạnh phúc đích thực là khi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương với tất cả mọi người xung quanh mình. Khi ta có khả năng suy nghĩ và giúp đỡ người khác, khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và chia sẻ, thì hạnh phúc tự nhiên sẽ tìm đến với chúng ta. Vì khi chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác, chính là khi hạnh phúc tăng lên trong lòng chúng ta vậy. Hạnh phúc không phải là điều chỉ có thể đạt được khi ta đạt được mục tiêu cá nhân, mà còn là khi ta cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ sự chia sẻ và lòng tốt của mình. Khi ta thấy người khác hạnh phúc, lòng vui vẻ và hạnh phúc cũng sẽ lan tỏa trong lòng của chúng ta, tạo nên một không gian sống tích cực và an lành. Vì vậy, hãy dành thời gian và tâm trí để quan tâm, chia sẻ và yêu thương với mọi người xung quanh. Và khi bạn cảm nhận được hạnh phúc từ việc này, hãy biến nó thành một chuỗi liên kết, lan tỏa hạnh phúc và yêu thương khắp nơi, để cho mỗi ngày đều là một ngày đẹp đẽ và ý nghĩa. Cho dù chúng ta đang hướng tới con đường của Phật Pháp, hay chỉ đơn giản là mong muốn tâm thanh tịnh và không phiền não trong cuộc sống này, lời khuyên của Phật luôn là nguồn cảm hứng và hướng dẫn đáng quý. Lời Phật dạy về đạo làm người. Bây giờ đã đến lúc Đức Thế Tôn khoác y mác lên đường vào thành Khất Thực. Trên đường đi, Đức Thế Tôn thấy một chàng thanh niên đang lễ bái. Là người con có hiếu nên nghe theo lời dạy của cha trước khi mất. Cứ mỗi sáng sau khi tắm gội xong, anh ta ra đường thực hành việc lễ bái sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Cuộc gặp gỡ là duyên khởi cho bản kinh Thiền sanh ra đời. Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội. Rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc sống đầy an lành và hạnh phúc. Tránh bốn việc ác và sáu việc làm hao tổn tài sản. Khi Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, dẫn đầu đoàn Khất Thực với đại chúng 2.500 vị tỳ kheo vào thành, Đức Thế Tôn thấy một gia chủ tử tên là Thiện Sanh đang lễ sáu phương. Ngài hỏi: "Vì sao ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành đi đến khu công viên với cả người còn ướt đẫm mà ngươi lại cách phương như thế?" Thiện Sinh bạch Phật: "Khi cha con sắp chết có dặn, nếu con muốn lại, trước hết hãy lại các phương đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Con vâng lời cha dạy, không dám chống trái." Phật bảo Thiện Sanh: "Này con trai trưởng giả, quả có cái tên các phương đó chứ không phải là không. Nhưng trong pháp hiền thánh của ta, chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu." Thiện Sinh thưa: "Cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp hiền thánh." Phật bảo Thiện Sinh: "Nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết, không làm ác theo bốn trường hợp và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản, như thế, này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương." Bốn nghiệp kết mà Phật dạy: sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ. Đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh. Hàng ngày đọc báo, chúng ta vẫn thường thấy nhan nhản các tội phạm phạm bốn điều trên: giết người, cướp của, gây cho xã hội những bất an thường nhật.
rõ thấy những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thực thường ngày ở thế gian. Bốn trường hợp ác là tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si. Về tham dục, không phải cứ tham dục là điều xấu, mà tham dục cần phân biệt có hai loại. Loại tham dục phục vụ ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, khiến cho tâm trí mê mờ, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và ngu si. Loại tham dục này thì cần phải loại bỏ. Loại tham dục thứ hai phục vụ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, cho sự học hành phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, nâng cao dân trí, sự phồn vinh xã hội, sự bình an, hạnh phúc thì cần thực hành và phát huy. Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh là: thứ nhất, đam mê rượu chè; hai, cờ bạc; ba, phóng đãng; bốn, đam mê kỹ nhạc; năm, kết bạn người ác; thứ sáu là biến lười. Phật bảo thiện sinh: này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành, không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy, là này thiện sinh, tránh được bốn trường hợp, cúng dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ và đời sau cũng căn cơ. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi chết được sanh lên trời cõi thiên. Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác, sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì không những đời này đẹp mà cả đời sau cũng được hưởng những quả tốt đẹp. Đời này có duyên lành và đời sau cũng có duyên lành. Trong hiện tại được người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen, và trên hết, phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ. Người nào không làm ác do tham, hận, sợ, si thì danh dự càng thêm, như trăng hướng về rằm. Bốn hàng kẻ thù và bốn hàng người đáng thân. Trong Trung Hoa kim cổ kỳ nhân có thuật lại tình bạn giữa Bá Nha, Tử Kỳ, một tình bạn đẹp lưu danh muôn thuở. Bá Nha là một vị quan làm đến chức thượng đại phu, còn Tử Kỳ chỉ là một chàng nông dân kém Bá Nha một chục tuổi. Nhưng chỉ mỗi Bá Nha hiểu được tiếng đàn của Tử Kỳ, từ đó hai người trở thành tri kỷ. Khi nghe tin Tử Kỳ chẳng may qua đời, Bá Nha đã cầm đờn đập mạnh vào tảng đá, cây đờn vỡ tan, sau đó đọc bốn câu thơ: dao cầm đập nát đau lòng phượng, đã vắng Tử Kỳ đàn với ai, gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm trí âm thật khó thay. Trong cuộc sống ai cũng cần có bạn. Tình bạn kiểu Bá Nha Tử Kỳ thuộc dạng xưa nay hiếm, nhưng cũng cần phải lựa bạn tốt mà chơi. Vì nếu giao du với bạn xấu có sáu lỗi: một là tìm cách lừa dối, hai là ưa chỗ thầm kín, thứ ba là dụ dỗ vợ người, thứ tư là mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người, thứ năm xoay tài lợi về mình, thứ sáu ưa phanh phui lỗi người. Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu chúng ta làm bạn với kẻ ác mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Phật bảo thiện sanh: có bốn hàng kẻ thù, có bốn hàng kẻ thù mà như người thân. Nên biết, người nên biết bốn kẻ ấy là những ai. Thứ nhất là hạng úy phục, thứ hai là hạng mỹ ngôn, thứ ba là hạng kính thuần, thứ tư là hạng ác hữu. Thứ nhất, hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: một, cho trước đoạt lại sau; hai, cho ít mong trả nhiều; ba, vì sợ ngượng làm thân; bốn, vì lợi nên ngượng làm thân. Hai, hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc là: một, lành giữ đều chiều theo; thứ hai, gặp hoạn nạn thì xa lánh; thứ ba, ngăn cản những điều hay; thứ tư, thấy gặp nguy tìm cách đùn đẩy. Ba, hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: một, việc trước dối trá; hai, việc sau dối trá; ba, việc thiện dối trá;
4 thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. Thứ tư, hạng bạn ác thì thường làm 4 việc: 1. Bạn lúc uống rượu; 2. Bạn lúc đánh bạc; 3. Bạn lúc dâm dật; 4. Bạn lúc ca vũ. Có 4 hạng người thân đáng thân thì thường đem lại lợi ích và che chở. Những gì là 4? 1. Ngăn làm việc quấy; 2. Thương yêu; 3. Giúp đỡ; 4. Đồng sự. Đó là 4 hạng người thân đáng thân cận. Thứ nhất, này thiền sinh, hạng ngăn quấy thì thường làm 4 việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày điều chánh trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh thiên. Đó là 4 trường hợp ngăn cản việc quấy đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thứ hai, hạng thương yêu thì thường làm 4 việc: mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt của mình. Thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản. Đó là 4 điều thương yêu đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thứ ba, hạng giúp đỡ có 4 việc. Những gì là 4? Đó là che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Thứ tư, hạng đồng sự thì thường làm 4 việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người. Lễ bái sáu phương hay cách thức xây dựng một xã hội hạnh phúc. Sáu phương là gì? Tại sao phải lễ bái sáu phương như chàng thiện sanh đã làm? Anh ta làm vì nghe lời cha mà không hiểu ý nghĩa của việc lễ bái đó. Phật dạy sáu phương là gì? Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng, phương Tây là thê thiếp, phương Bắc là bạn bè thân thích, phương trên là các bậc trưởng thượng, sa môn, bà la môn, phương dưới là tôi tớ. Bài dạy lễ sáu phương là cách mà Phật dạy đạo làm người. Đạo hiếu làm con, phận làm cha mẹ. Kẻ làm con phải kính thuần cha mẹ với 5 điều. Thứ nhất, cung phụng không để thiếu thốn. Thứ hai, muốn làm gì thưa cha mẹ biết. Thứ ba, không trái điều cha mẹ làm. Thứ tư, không trái điều cha mẹ dạy. Thứ năm, không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Kẻ làm cha mẹ phải lấy 5 điều này chăm sóc con cái. Thứ nhất là ngăn con đừng để làm ác. Thứ hai, chỉ bày những điều ngay lành. Thứ ba, thương yêu đến tận xương tủy. Thứ tư, chọn nơi hôn phối tốt đẹp. Thứ năm, tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Này thiện sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ, cha mẹ thương con bảo bọc cho con, thế thì gia đình ấy được hạnh phúc, xã hội bình an, phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Về đạo nghĩa thầy trò, đệ tử cung phụng sư trưởng có 5 điều. Thứ nhất, hầu hạ cung cấp điều cần. Thứ hai, kính lễ cúng dường. Thứ ba, tôn trọng quý mến. Thứ tư, thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch. Thứ năm, thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử cần phải nhờ kính sư trưởng với 5 điều ấy. Về thầy cũng có 5 điều để săn sóc đệ tử. Thứ nhất, tùy thuận pháp mà huấn luyện. Thứ hai, dạy những điều chưa biết. Thứ ba, giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi. Thứ tư, chỉ cho những bạn lành. Thứ năm, dạy hết những điều mình biết, không lẫn tiếc. Nếu đệ tử kính thuận cung kính nghe lời sư trưởng, thầy thì thương trò, chỉ bảo dạy dỗ tận tình cho học trò, thì nền giáo dục xã hội ấy phát triển, phương ấy vững bền, an ổn, không có điều lo sợ. Về đạo nghĩa vợ chồng, chồng phải có 5 điều đối với vợ. Thứ nhất là lấy lễ đối đãi nhau. Thứ hai, oai nghiêm không nghiệt. Thứ ba, tùy thời cung cấp y thực. Thứ tư, tùy thời cho trang sức. Thứ năm, phó thác việc nhà.
Vợ cũng phải lấy 5 việc cung kính đối với chồng. Thứ nhất là dậy trước, thứ hai là ngồi sau, thứ ba là nói lời hòa nhã, thứ tư kính nhường tùy thuận, thứ năm đón trước ý chồng. Chồng đối với vợ thương yêu tôn trọng, vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau, như thế thì phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Về quan hệ bạn bè, tình làng nghẽ xóm, người ta phải lấy 5 điều thân kính đối với bà con. Thứ nhất là chu cấp, thứ hai là nói lời hiền hòa, thứ ba là giúp ích, thứ tư đồng lợi, thứ năm không khi dối. Bà con cũng phải lấy 5 điều đó lại. Thứ nhất là che chở cho mình khỏi buông lung, thứ hai che chở cho mình khỏi hao tài gì buông lung, thứ ba che chở khỏi sự sợ hãi, thứ tư khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người, thứ năm thường ngợi khen nhau. Tình người, tình làng nghĩa xóm, biết thân kính bà con như vậy thì phương ấy được yên ổn, không có điều chi lo sợ. Quan hệ chủ tớ trên dưới. Này thiện sinh, chủ đối với tớ có 5 điều để sai bảo. Thứ nhất, tùy vào khả năng mà sai sử. Thứ hai, tùy thời cho ăn uống. Thứ ba, phải thời thưởng công lao. Thứ tư, thuốc thang khi bệnh. Thứ năm, cho có thời giờ nghỉ ngơi. Tôi tớ phải lấy 5 điều phụng sự chủ. Thứ nhất là dậy sớm. Thứ hai, làm việc chu đáo. Thứ ba, không gian cấp. Thứ tư, làm việc có lớp lan. Thứ năm, bảo tồn danh giá của chủ. Này thiện sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn, không điều chi lo sợ. Quan hệ giữa đàn diệt với sa môn. Kẻ đàn diệt cung phụng hàng sa môn với 5 điều. Thứ nhất là thân hành từ, thứ hai là khẩu hành từ, thứ ba là ý hành từ, thứ tư là tùy thời cúng thí, thứ năm là không đóng cửa khước từ. Sa môn, bà la môn cũng khuyên dạy theo 6 điều. Thứ nhất là ngăn ngừa, chớ để làm ác. Thứ hai, chỉ dạy điều lành. Thứ ba, khuyên dạy với thiền tâm. Thứ tư, cho nghe những điều chưa nghe. Thứ năm, những gì đã được nghe, làm cho hiểu rõ. Thứ sáu, chỉ vẽ con đường sanh thiên. Này thiền sinh, nếu đàn việc kính phụng hàng sa môn, bà la môn như thế thì phương ấy được an ổn, không có điều gì lo sợ. Bây giờ thiền sinh bạch Phật: lành thay bạch Thế Tôn, thật quá chỗ mong ước của con xưa nay vượt xa những lời dạy của cha con, như lật ngửa những gì bị úp xuống, như mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Những gì được Như Lai thuyết giảng cũng như thế, bằng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ ngu tối, làm rõ pháp thanh bạch. Phật là Như Lai, chỉ chân đẳng chánh giác, do đó có thể chỉ bày hướng dẫn cho đời. Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cúi xin Đức Thế Tôn chấp thuận cho con được làm Ưu Bà Tắc ở trong chánh pháp. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đọc toàn bộ nội dung kinh, một bản kinh ngắn, xúc tích, ngôn ngữ Phật dùng rất rõ ràng, mà bất cứ ai đọc cũng có thể nắm bắt lời dạy, như luồng sáng mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy, rất thiết thực, căn bản, rất cần cho chúng ta trong ứng xử với các mối quan hệ thường ngày trong cuộc sống. Các pháp đều nương với nhau mà tồn tại. Cũng vậy, mỗi người trong cuộc sống cũng đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm về một điều gì đó với một ai đó. Mỗi một ai đó sẽ là phần còn lại về nghĩa vụ và trách nhiệm của người nào đó. Suy ra, sẽ nhìn thấy một ma trận ngang dọc, ma trận vuông tròn các quan hệ cha mẹ, con cái. Ai cũng ít nhất một lần làm học trò, ai cũng ít nhất có một người bạn, ai cũng phải làm một việc gì đó để sống. Vì vậy, cần phải ứng xử sao cho hợp đạo, hợp nghĩa, đúng mực,
để tự bảo vệ bản thân, tức là bảo vệ cho gia đình, cho xã hội. Kinh Thiền Sanh là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp. Ở đó, ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đời, đường hai nẻo xuống lên. Lời Phật dạy về ghen tuông, chớ vội trách người, hãy trách mình trước tiên. Ngày nay, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đánh ghen bị tung hê lên mạng xã hội. Đám đông được nước lại bình luận ra vào như là người từng trải, hoặc thậm chí như là các chuyên gia có kinh nghiệm, và thường khiến cho tình hình càng trầm trọng hơn. Để tránh phạm sai lầm ảnh hưởng tới phước báo, vận may của mình, bạn nên tỉnh thức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về ghen tuông, có thể nhìn được thấu đáo vấn đề. Người ta hay biện hộ cho sự ghen tuông là vì yêu, không yêu thì không ghen. Thế nhưng, bản chất của thương yêu là phải có tính đồng nhất. Khi đó, niềm vui của người này cũng là của người kia. Khi hai người là một, thì đó mới đích thực là tình yêu lứa đôi. Tính cách và lý tưởng sống của chúng ta về cơ bản khác nhau, bởi họ có gia đình, bạn bè, tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích và cả lý tưởng riêng của họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ, chứ không phải là tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Dĩ nhiên trong tâm, ai cũng có chứa hạt mầm ích kỷ, và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn, nhưng đó phải dựa trên sự tự nguyện. Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta phải gìn giữ năm giới để bảo hộ thân tâm, bảo hộ hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Nếu thực tập gìn giữ được năm giới này thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm. Việc không sát sanh có nghĩa là sẽ bảo hộ mạng sống của người và loài khác, từ đó không tạo nhân chia lìa cho gia đình người khác, vật khác. Theo luật nhân quả, giới nhân lành không gây chia rẽ cho ai thì gia đình bạn cũng sum vầy. Không tham lam tức là việc không lấy của người. Vì thế, những việc không phải của mình thì mình không lấy. Bạn tham lam muốn lấy mọi thứ về mình thì cuộc sống trả lại cho bạn điều tương tự. Khi bạn bỏ được thói này thì đối phương cũng sẽ chẳng thể tham lam, muốn phòng nhì, phòng ba. Tránh xa sự tà dâm là để chúng ta không đuổi theo dục vọng, dành thời gian của mình cho sự nghiệp và tương lai. Hơn nữa, đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người phụ nữ và đàn ông ai cũng có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ hạn chế được ghen tuông. Không nói dối cũng là nhân lành cho quả tin tưởng, để người ta không hồ nghi mình, dẫu mình trong sạch. Không uống rượu hoặc sử dụng chất ma túy cũng vậy. Rượu giàu không kiềm chế được, ma túy sử dụng một lần có thể gây nghiện và trượt dài trong dòng xoáy của nó mà không biết bao nhiêu gia đình phải nát tan. Biết giữ gìn phẩm hạnh của mình thì từ đó trí tuệ, lòng từ bi sanh khởi, sẽ biết quán chiếu được phải trái, biết lắng nghe và biết hành xử đẹp với cuộc đời, với người mình thương yêu. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc, nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu. Vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương, hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết nâng đỡ. Phật chỉ cách quá giải ghen tuông, nói lời dịu dàng. Khi kết hôn, cuộc sống màu hồng không còn nữa, những thói hư tật xấu của đôi bên được bộc lộ ra, kết quả sinh ra nhàm chán và cảm thấy bạn đời thật đáng ghét. Kinh Vô Lượng Thọ từng nói đến điều này. Thói tà hiện ra, vợ mình đáng ghét, đi lại ngoại tình. Từ những điều này cộng thêm những khúc mắc nhỏ giọt
dần dần khiến chiếc bình hôn nhân ngày càng chảy tràn. Nếu không tìm cách giá lại thì sớm hay muộn chiếc bình cũng sẽ vỡ tan. Khi đó, hãy nhớ nói lời dịu dàng. Đức Phật dạy, người nói lời dịu dàng, nét mặt tươi vui sẽ không xảy ra bất hòa. Đây là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của vợ chồng. Khi đối phương phạm sai lầm, chúng ta muốn góp ý với họ, phải tế nhị, đừng nói thẳng, nên nhẹ nhàng trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến thì họ mới khâm phục. Còn như bạn đời có ưu điểm gì thì mình phải tán thưởng và khen ngợi một cách chân thành. Sự cảm thông là điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu như cả hai không có sự cảm thông mà luôn chỉ trích, phê bình lẫn nhau, sắc mặt luôn hiền vẻ giận dữ thì chúng sẽ là viên đá ngầm làm rạn nứt tình cảm. Nhẫn nại. Vợ chồng sẽ có những lúc hụt hặc, làm gì có chuyện khi nào cũng trong ấm ngoài êm. Nếu như cả hai không nhẫn nại với nhau, cũng dẫn đến tranh cãi, dễ xảy ra đổ vỡ. Đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, ghen tuông. Nhưng muốn nhẫn nại thì phải tu tâm. Khi chồng nổi giận, cho dù vợ có lý do chính đáng cũng phải tạm thời nhường chồng, không nên tranh luận. Nếu cần thì nên tạm lánh, đợi đối phương dịu lại mới nói chuyện sẽ tốt hơn. Ai nhường ai không phải vì yếu thế khuất phục, mà sự thật là muốn cho gia đình yên ổn. Đây là nghệ thuật sống trong đời sống vợ chồng giữa cương với nhu. Trong hôn nhân đích thực, người này thường nghĩ tới người kia hơn là nghĩ tới chính mình. Chồng hay vợ, không ai trên ai. Người này bổ sung bù đắp cho người kia, vì hôn nhân là một sự hợp tác bình đẳng, biểu lộ sự hòa nhã rộng lượng và quan trọng hơn hết là sự hy sinh. Trong gia đình, chỉ nên nuôi dưỡng tình yêu thương, sự tôn trọng. Đừng để những xung đột âm ỉ và lời nói làm đắng lòng nhau tồn tại. Có lòng gì tha, hãy học cách để giữ tâm từ bi hỷ xả, buông xả tinh tấn, khâm nhẫn và tập đời sống vị tha dẫn thân để góp phần kiểm soát tâm xấu này. Chỉ có lòng vị tha sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Phật đã dạy rằng, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không bao giờ phạm lỗi, đó là thánh nhân. Hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ, còn người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành quả ngục. Đối với người chồng, người vợ càng ghen thì càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Thực ra cách hiểu này không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là liều lượng ghen như thế nào. Cái gì làm quá cũng trở thành sai trái, khiến người ta không còn khả năng kiểm soát hành vi, để rồi dễ dàng hành xử tệ hại và biện minh hành động đó được bộc lót bởi hai chữ tình yêu. Theo quan niệm của Phật giáo, ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu. Nó mang ý nghĩa nội hàm là khi ta chẳng kiểm soát được tâm mình, để chúng phát tác ra ngoài bằng những hành động hung dữ, lời nói tổn thương. Kính thưa quý vị cùng quý Phật tử, chúng ta có một cuộc sống mãn nguyện, rủng rỉnh về tiền tài. Nhưng tại sao chúng ta lại không thấy bình an? Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về 7 chữ học dưới đây để tìm kiếm sự bình an, cân bằng trong tâm hồn. Tại sao chúng ta không có cuộc sống bình an? Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, căng thẳng, khiến cho người ta dễ nổi nóng và phát điên hơn. Người ta đã quen cạnh tranh để giành những thứ tốt nhất. Tiền bạc, danh vọng và quyền lực trở thành thước đo hạnh phúc mà người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.
nhận thức về cuộc sống của mọi người không đúng, khiến cho cái nhìn của họ về cuộc sống cũng trở nên méo mó và biến dạng. Từ đó, bất mãn nảy sinh bất mãn, triền miên từ ngày này qua tháng khác, khiến cho người ta rơi vào dòng luẩn quẩn và đánh mất bản thân. Ta trở nên mong manh, dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi người khác, hoặc không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Kết quả là ta tự chuốc lấy buồn bã, mệt mỏi và chán nản. Đó chính là lúc bản thân mỗi người cần phải nghỉ ngơi, tự mình nhận lại bản thân và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Theo lời Phật dạy về 7 chữ học, dù giàu hay nghèo, mọi người đều có sự quan tâm thực sự. Đó là làm sao có được sự an lạc và đời sống hạnh phúc. Làm thế nào để có cuộc sống bình an? Đức Lạc Lai Lạc Ma đã đi nhiều nơi trên thế giới, diễn giảng rất nhiều. Dưới đây là 7 bài học của ông dạy mỗi người để tìm kiếm sự bình an trong cõi trần thế. Bài học thứ nhất là học nhận lỗi. Nhân vô thập toàn, ai cũng mang trong mình những khuyết điểm dù lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, có một điều lạ là con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác. Họ rất ích kỷ, luôn nghĩ người khác sai, còn bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Bài học thứ hai là học nhu hòa. Dân gian có câu, lưỡi không xương trăm đường lắc léo, nên đừng phát ngôn tùy tiện mà rước họa vào thân. Răng cứng lưỡi mềm, đi hết cuộc đời, răng người ta rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên, cần phải học mềm mỏng nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại được lâu dài. Bài học thứ ba là học nhẫn nhục. Xét về tâm linh, theo lời Phật dạy, nhẫn dạng sự được tiêu trừ. Thế gian này, nếu nhẫn được một chút thôi thì sống yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Bài học thứ tư, học thấu hiểu. Thấu hiểu là nguồn cội cho sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Do đó, hãy học cách thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn để cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Bài học thứ năm, học buông bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Muốn sống ung dung tự tại, cần học cách buông bỏ. Cố níu giữ những ký ức đau thương cũng không làm cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Do đó, hãy buông bỏ. Bài học thứ sáu, học cảm động. Con người đã sống là phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Cảm động là một thứ tâm lý dễ lây lan. Lan tới đâu, xã hội ngập tràn yêu thương và lòng tốt đến đó. Vậy không có lý gì mà không học cảm động. Bài học thứ bảy, học sinh tồn. Sinh tồn là bản năng của con người ngay từ khi ra đời. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì và bảo vệ sức khỏe. Có sức khỏe mới mong làm được việc và cống hiến. Học sinh tồn cũng chính là học cách để vượt qua những khó khăn bão táp của cuộc sống hiện tại, để khẳng định giá trị bản thân, vươn tới một tầm cao mới. Từ sự quan sát cuộc đời của mình, qua những kinh nghiệm sống, Đức Phật rút ra một kết luận để khuyên con người. Đắm mình trong dục lạc dẫn đến nguy hại là một điểm nên tránh. Tự hành hạ mình bằng các hình thức tu khổ hạnh nghiêm khắc dẫn đến đau khổ và nguy hại là một điểm không bao giờ nên làm. Duy chỉ có sự bình an trong tâm hồn là mãi mãi trường tồn
và cần được gieo mầm muôn phương.